Bán chủ phòng đi á, hôm nay không bán hàng. Chiều mai bán tiếp. Chiều mai lại hẹn mọi người 3 giờ chiều. Bán tiếp nha. Chiều mai đúng 3 giờ chiều nha mọi người. 3 giờ chiều hứa, lần này hứa chắc chắn, lần này em chắc chắn. Lần này chắc chắn nhá. Không khổ quá, thôi đi cái gì, hứa. Hứa mai đúng 3 giờ chiều em sẽ bán hàng. Thất khổ. Chẳng à, khổ. Như này. Để giải đáp những câu hỏi của các bà già nó hỏi vì sao hôm nay chẳng thế, là vì hôm nay em đi dự một sự kiện nên là hơi make up một tí. Hơi pha ke một tí nhá. Một tí thôi chứ không có nhiều đâu, chỉ pha ke mà thôi thì em lau luôn đi, không lại bảo em pha ke mệt quá. Hơi make up một tí thôi, khiếp làm gì mà khiếp quá. Lau nhá.